Hello các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn cái đồ thuốc sức chân mà tốt nhất cho gót chân nó không bị nứt á. Là cái này nè, cái này mình mua ở Target online 7 đồng mấy á. Mà các bạn có thể mua cái này ở trên Amazon cũng bán, cái này rất là tốt. Nên cái hiệu nè, Vermont Original Backbone. Cái này thì có mấy ounce? Ở cái này là 8 ounce nha các bạn. Bây giờ cái này rất là tốt cho cái chân này, khi mà da khô nè mà bị nứt này kia. Và cái này từ đó cho mình xài đủ thứ, tại gót chân mình nó nứt nó khô kinh khủng lắm, không khi mà mình xài đủ thứ hết á, mỗi tối là cứ bôi vô hết gót chân, rồi xong cái lúc mà trước khi tắm mình chà chân trước, thì xong cái mình đã khô, xong cái mình xức cái này vô, xong mang vớ vô, thì xong sáng mai cái chân nó mịn. Mà chân mình xài đủ thứ hiệu, mình xài cái hiệu này, cái này cũng rất là tốt. Mà cái này giống như mình phải xức mỗi ngày thì không có chân nó mới mịn được. Lại mình xài cái của Việt Nam này nữa, cái này cũng vậy. Và cái này lúc mà xong cái chân ngày mai nó trơn thì cũng nguy hiểm, mà cái này cũng không tốt, cái chân nó cũng khô lại. Mà còn cái này thì rất là tốt, mình mời các bạn coi. Đó, bên trong nó giống vậy, nó giống như Vaseline vậy, nó đặc như vậy. Cái mùi nó thì kỳ kỳ, nhưng mà lúc mình xức vô ngày mai nó không có mùi gì hết. Mà lúc mình xức vô thì cái mùi nó mình hơi khó chịu thôi. Nhưng mà hả, chân mình mà nó khô như gì mà mình xức vô tối hôm qua, xong mình mang vớ vô sáng dậy cái chân nó mịn chưa từng thấy luôn. Vậy mình mới thấy cái này quá tốt, mình giới thiệu cho các bạn coi. Đó, các bạn xài thử thôi. Mà cái này mình xức vô tay vô người này kia đủ thứ hết. Cái này nó an toàn hơn, tại cái này cho giống như mấy cái người mà đây, của mấy cái người mà former nông dân á, người ta làm ra, bởi mấy người đó là tay chân là khô khỏi nói rồi, mà người ta xài cái này là biết làm sao rồi. Vậy các bạn có gì mua xài thử nha, nó an toàn lắm, mình thích lắm. Còn cái này thì mỗi lần xài xong nhiều khi phiền lắm, xức vô cái chân xong rồi phải đi rửa tay, chứ mình để trên tay này kia không có được. Còn cái này thì ok, cái này giống như là Vaseline vậy đó, tốt hơn đó. Thì mình muốn kiếm chia sẻ các bạn vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.